Hello tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã đến với clip mới nhất của mình. Cũng như là hôm nay mình sẽ vác cái hạt này đi KVK. Mình bay vòng vòng nãy giờ cũng không có gì nên mình quyết định là mình bay về. Nào, sau khi biết được nó là có một cái auto kiểu như auto kiếm người này kia đấy. Ok thì mình đợi. Nói thế chứ đợi nó cũng vô vọng lắm các bạn. Nói thế nói chung là nãy giờ mình cũng đợi rất là lâu rồi chứ không phải là mới đợi KPK, mà KPK thì sẽ là đi vùng nhà hoang, nếu mà gặp nhà mình để đồ đét này kia sẵn hết rồi, tại điểm hết luôn. Hạt này hơn 241m này. Bảo là kiếm một cái kèo để mà mình đét được solo này chắc là khó lắm, solo ít ai chịu solo lắm. Tại có thể là mình đét cham được. Mình đét cham được. Cái cham này còn đét được thì bảo sao lúc mà khoai đét được tạm thôi đấy, con người tham nữa tại vì không biết nhiều lần đét cũng tạm tạm đó, không phải là quá vip pro. Mấy cái đồ sâu ít thì mình chấp nha. Đồ sâu ít thì đã lúc mà 5M8 lính thì mình đã đét đồ sâu ít rồi, chỉ là cái lúc đó bét không mạnh, bét không cao. Đồ sâu ít thì bét kiểu hút đó cũng tây nam khoảng hơn 200k ấy. Trời ơi cái gì vậy nè, chưa gì hết tặng quá linh là thấy tớ không tớ ghim cậu rồi đấy. Đâu rồi, đây BSR CSR như cái lúc đó 5M8 lính à, lúc đó 5M8 rồi qua luôn nè. Ôi be nó có chàm mọi người, nó có món chàm rồi nè, một cái áo màu chàm mà áo chàm với đôi giày ngon ôi giết ngầu. Đồ đét mình để sẵn rồi, kiểu như mình giao ốp thôi các bạn, không biết nó có check mình on ốp này kia không mình không biết. Rồi có người xong đơn chiến rồi kìa, sẵn ít lúa ít sản xuất lúa hay okay. Các bạn nếu mà đi đét á thì dạo này thánh đường nó khá ok rồi nên các bạn có thể là test thánh đường nha. Chứ mình không có muốn test đâu, phải biết được. Rồi cậu qua đây, cậu nhìn tớ, nó lắc kìa. Nó lắc kìa, mình phải vào trong cái nè. Ra cho nó bất lắc. Ôi trời. Ấy trời ơi, tới luôn, T4, T5. Ôi, đi bộ hả? Không tăng tốc nè, cái tội không tăng tốc này. Đấy. Đúng là con trai của ta. Này thì nhờn với cậu này. Này thì nhờn này. 375k ngon lành. Hàng này 11 mở lính nha mọi người. Trời đất ơi. Ôi giời, ôi nó cũng khá là thốn nha. Nó khá là thốn. Game còn ôi tiên chí đồng minh luôn nha. Gắt chất lượng nha. Đây thấy cậu, các cậu thấy thế nào? Mọi người thấy thế nào nào? Đấy, cậu thấy là hơi khoái à. Thật tớ rồi đúng không? Đây. Like liền chứ, sao không like nè. Cậu này hít tớ rồi đúng không? Tự nhiên đâm tặng cái xong đơn chiến. Trời ơi. Ủa gì đâu phải tưởng tiên chiến đồng minh là tiên chiến mình chứ. Buồn làm buồn cậu. Làm tớ hụt quê. Quê làm quê quá trời. Các bạn đi đét thì các bạn chú ý một tí thôi chứ không phải là vấn đề này kia. Đừng có sợ, có sợ là vấn đề như là nói chung là cũng mình để công chặn bộ. Ở đây là mình lên khuyết bộ nhưng mà tại mình có xài công chặn bộ. Cũng như là một phần công chặn á thì này bộ đồ đẹp ghê. Ba chén mà chưa cam hết nha. Ôi nó vẫn còn sida lắm. Cậu vẫn còn sida lắm, chưa hết đâu. Nhưng mà bét cũng khá là ngầu. Đấy, sau bộ là con sau ok này. Quân này, thỏ này, đấy, sư điểu này. Các kiểu, bếp mình khá là cùi. Đây, một tướng nạp, hai tướng nạp, ba tướng nạp. Một bếp 5, hai bếp 4. À, ba bếp 4 rồi mà. Ôi, khá là được. Bếp 3 này kia. Ok, ngon rồi, vậy là bếp ngon rồi. T5 cũng khá nhiều nha, 200k. Nhưng mà không chết được T5 hơi buồn. Đây mà đổi trận á, mình đổi ra thì nó cũng nói chung cũng cái nào nó cũng có cái giá của nó. Mình đổi thì mình cũng thiệt hại, mà không đổi thì mình cũng ai biết được. Ok cái này.
Rồi, đơn chiến nha. Đơn chiến thì 23 giờ. Mới KPK chút xíu rồi, mình rảnh thời gian thì mình đi. Hơn 60 điểm. Bet thì mình khá là cùi này. Nó còn mới cấp 9 này, chưa cấp 10, còn 2 con. Mình lên 3 bet thôi, hiện tại là mình xài 3 bet. Mình lên ạc này nó hơi bị hố cơ mà. Đã từ khoảng 4 5 tháng rồi đó. Xong solo. Khoảng 4 5 tháng rồi là mình mới bị đánh như thế này đấy, chứ từ cái lần cuối cùng là mình lúc đó là khoảng 5-18 lứa là mình kiểu như mình đang chọc gái đó, mà mình đang chọc gái là lúc đó đang chọc gái mà mình đâu có đổi đồ đét đâu, mình để đồ xăng mà, mình để đồ xăng có tẩy điểm thì tẩy rồi, đồ xăng thì nó đâm mình kỳ, mình đét bộ, mình để phương trận bộ nó đi kỳ đấy, mình chấp đồ luôn, chấp đồ chấp trận luôn, chấp nghịch lính luôn hả, nhưng mà vẫn nuốt mình lính là mình thiệt hại hơi nhiều, lúc đó là 5-18 lính. Còn bây giờ là mình 11 mình ngon liền. Ở đây mình xài phương công trận bộ á, là có nghĩa là nếu mà giặc có cái này, nãy mình đổi trận đúng không, nãy mình đổi trận là phương trận kỵ là tại vì nó đi bộ kiểu mình không chắc ăn, tại vì mình xài công trận bộ. Nếu mà các bạn nào mà khuyết bộ có thể là xài công trận bộ thử. Thứ nhất là bộ mình đánh, bộ mình làm chủ lực. Nhưng mà nếu mà giặc có đi kỵ, cái lượng thiệt hại của bộ mình không nhiều, nhưng mà có cung nó bắn liền, cung nó bắn liền cho mình luôn, nó tập trung đánh bộ thôi, nó tập trung đánh bộ thôi, nhưng mà cung mình có, mình đã bắn liền thôi. Cung mình lên trước mà, mình cho cung lên trước. Nếu mà các bạn để phương trận bộ á, thì cái lượng cung nó nằm ở đằng sau, và nó phải nói chung là mình cho cung lên trước, thấy không? Ôi trời ơi, một vị tướng vinh quang, quá là ngầu, đết ngầu. Mấy con này mình không khẳng định lắm các bạn. Ôi trời đất ơi, đợi nãy giờ. Có gì nữa không? Các cậu có gì để cho tớ nữa không? Nó buồn nhóc hết trơn rồi mọi người. Nó buồn nhóc hết trơn. Một nùi cuộc chiến này nãy trên căn cứ. Nãy đông lắm các bạn. K75-3. Trời nó tăng tốc kìa. Đấy kỵ. Rồi xong rồi. Tôi để công trận bộ. Anh này nó không có đem thủ lĩnh rồi. Chắc luôn. 375k khá là thốn. Ôi một B9 nó không đổi đồ các bạn, nó không kiểu nó không có đem tướng, không đem thủ lĩnh nè. Đấy đó không, các bạn có thể thấy là thiệt hại khá là thốn luôn, khá là thốn luôn, nghịch lính là khá thốn luôn, gặp mấy thằng quỷ này nữa. Tại vì cái gốc của nó là nó đã cao rồi các bạn, cái gốc của nó đã cao rồi, nó không bắt tướng được. Nhưng mà nó đem mà nó đổi đồ nó chắc mà, ôi mẹ ơi, hello chào cậu liền. Bet nó khá là cao, nó đi kỵ tới 4 rồi, nó bắt tới 4 mình thấy mệt người đấy. Một tướng nạp, hai tướng nạp. Quá ngầu, đết ngầu nha, đết ngầu luôn. Tiên chí đồng minh, Toby. Ôi trời ơi, bộ mình khá nhiều. Lính các bạn có thể soi ạc này, tại ạc này nếu mà mình đết khoảng 1-2 lần cũng bình thường, ngày thường không ai đánh mình đâu. Mình cũng không tháo khiên nữa. Tại vì mình kiểu như mình tháo mỗi lần mình gặp người ta đi gà kèo người ta đánh ấy. Mỗi lần sau khi mình đi gã kèo ấy thì thằng nào nấy nó nhìn, nó ngồi nó nhìn rồi thôi, chả làm gì cả, chả làm gì cả. Bởi vì mình buồn quá, tới sau này thì mình ngày thường mình cứ sản xuất rồi mình gửi mấy hạt khác mình làm việc này kia thôi, chứ cũng chả làm gì đâu. Ôi bay qua K75, hiện tại là mình đang ở K74 và đang KVK với K75 Kingdom ấy. K Kingdom mấy các bạn, nhiều bạn mới chơi không có hiểu mấy thuật ngữ game. Game khác và game khác nha, kiểu như game là trò chơi đúng không? Còn cái game ở trên là cái ngọc của mình đang xài á, gọi là game nữa. Game, cũng kiểu như phát âm mình cũng gần nhau, sorry các bạn. Ôi đóng cài làm gì thế? Cái tầm này là mình phải bay qua K bên kia. Ở đi chơi đi, khi mà chấp solo các bạn không nên cuộc chiến. Cái trường hợp cũng nhiều cái trường hợp mà để mình nói lắm, tại mình khả năng mình chấp solo thôi. Còn nếu mà bạn nào mà lên tầm 10, 11, 12 mười lính á, để mà chấp được rally cùi thôi, rally cùi đây là bạn lên tới 2, tới 3 mà, thì các bạn cũng không nên cuồng chiến luôn, để tránh cái trường hợp nó có khay mạnh, có thảm. Ôi bạn đang cuồng chiến mà bạn bị bắn thảm nó thấy rồi, cụ rồi, mà nó full lính nữa là mệt người luôn, gặp khay mạnh còn ác nữa. Nên điều khuyên duy nhất mà mình dành cho các bạn là không nên cuồng chiến
Khi đi nếu mà các bạn nào mà tráp nhẹ thôi, còn những bạn mà tráp rally này kia rồi á cũng hạn chế tí, tại vì chúc mừng các bạn đi tráp thôi, còn ok vào góp lính đi chiến này kia thì bình thường, bạn nào đét được thì được, tại nhiều lúc gặp cham mệt lắm. Mà nằm tí nữa đợi xem mấy anh mấy anh được bắn thảm là mình không câu rồi, tại vì mình không thể nào mà câu thảm được, mình giữ tướng tí mình gạt kèo tiếp, chắc chắn là quay lại nó quánh nữa nên mình sẽ giữ tướng lại. Còn để xem coi nè, mình nằm đợi tí cho nó gỡ khi khách chơi, mình đợi cho nó gỡ khi chơi hết bay về đây, cái nó cùng chiến các bạn, nó vào lính nó cùng chiến nó cùng chiến cái mình bay qua K75 quánh nó để làm gì được. Nó tức quá mà nó đang trong cơn tức, cái mình bay lại nó quánh vô mặt mình, nó đang tức quá thì mình bay về hello chào cậu, cái là nó sẽ đánh vào mặt mình. 2 phút nữa, đó là một trong các kỹ năng gạt kèo mà mình có, nó chả biết đâu cũng nên xui lắm, nhiều lúc nó tức quá nó sợ ra ly nữa rồi kia nó không đánh nữa, nó ác chứ, nhiều lúc ác gì thế chả hiểu lỗi. Tại vì mấy nay á thì mình cũng khá là bận về cái công việc của mình nên mình cũng xin lỗi các bạn là vấn đề mình ra clip hơi muộn, nhiều lúc cả tuần 2 tuần mình mới ra clip một lần, ôi rồi ôi mình cũng muốn ra chứ. Vậy là mình đang gặp trục trặc về cái vấn đề như là tiền của YouTube gửi về cho mình là trên Google AdSense nhưng mà chưa rút được về tài khoản ngân hàng, mình đang hỏi này kia lại vẫn chưa rút được lần nào các bạn, mình chưa lần nào rút được hết. Đây là lần đầu tiên mình đạt đủ chỉ tiêu của YouTube để mà mình rút tiền ấy, nhưng mà mình chả rút được, đau lòng quá. Mình đợi xử lý một tí tí công chuyện đấy, nhưng mà bây giờ vẫn chích thời gian ra để làm clip cho mọi người. Với lại mình đi gạ kèo á thì nó cũng rất là khó, ngoài ra thì khi mà mình làm quay xong mình còn phải edit lại sửa lại video nữa, đâu phải là mình sẽ quay xong mình đăng đâu, mình còn việc cắt ghép để kia nữa, những đoạn không cần thiết, tại vì nó khá là nhiều đoạn, như là mình ngồi mình quay cả tiếng đồng hồ, mình chả biết là cái đoạn nào đó là cái lúc đánh, mình phải ngồi mình kiểm lại check lại những kia hết. Rồi dì chú nè, qua K75 hello mọi người. Rồi mình sẽ không xem lại được cái tình hình chỗ này. Ôi nhìn, ôi thấy là nó quỷ rồi đấy các bạn, thấy là nó quỷ rồi. Ôi trời ơi, coi ôi cái trong tình hình này thì mình chắc là mình sẽ ngưng lại để mà một tí, nếu mà có tình hình chuyển biến tiếp theo mình sẽ quay thêm một cái clip riêng, tại vì mình nó tại giờ mình thấy cũng khá là dài, quay khoảng hơn tiếng hồ, mình biết là nó bao nhiêu, nãy giờ cũng 2 phát đúng không, 2 phát 2-3 phát này. Mình sẽ có gì thì cập nhật tình hình tiếp theo cho các bạn nhé. Đó thì clip của mình tới đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký, bấm vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của mình. Mình sẽ cố gắng chỉnh chung là ra video thật sớm để các bạn xem giải trí thôi. Kênh của mình là chủ yếu là các bạn xem giải trí, rút kinh nghiệm này kia để mà các bạn chơi game tốt hơn. Nhưng mà ngoài việc chơi game thì các bạn có thể là chích lại cái thời gian cuộc sống của mình, nói chung là mình rảnh thì mình chơi chứ đừng có quá đam mê về game, mình bỏ cái việc cuộc sống, chung cuộc sống không có tiền nó cũng chả làm gì được đâu. Rồi nó hủy rồi nè, các bạn không có tiền cuộc sống này nó đi đâu ấy. Cái lúc nhỏ thì mình cứ nghĩ là tiền nó chả quan trọng đâu, sao ai cũng quan trọng về tiền, người lớn thường quan trọng về tiền quá, nhưng mà tới luôn các bạn kiếm tiền các bạn tự sống đi rồi thì các bạn thấy là nó sẽ là nó quan trọng cực kỳ. Đó là lý do mà mấy nay mình rất ít ra video. Tạm biệt các bạn nha.